Autogot.com xin giới thiệu các bạn cặp phục sau của xe WayZ X-Zin. Mình sẽ về chi tiết để các bạn xem nhé. Đây là tem của sản phẩm, đây là thông tin chính hãng. Cặp phục chịu tải rất là tốt. Màu vàng rất là đẹp, để gắn thời trang cho xe.